Chào anh em nhé, giới thiệu với anh em một cái lô hàng mới nhé, bên shop Tân Ánh Ngọc Ánh mới nhập về, quần áo ngụy trang dạng tua lá cây nhé, để cho anh em đi ngụy trang săn bẫy. Cái loại này thì tính ngụy trang nó rất là tốt, khi anh em mà đặt bẫy xong mặc bộ này vào ấy thì mình có thể mình ngồi cạnh cái bẫy cách chừng khoảng 5 đến 10 mét là con bổ nó không phát hiện ra nhé. Cái này thì vẫn như lô hàng trước thôi, hàng vẫn như vậy nhé, chất lượng vẫn là đẹp, quy cách vẫn là thế nhé. Để giới thiệu với anh em lô hàng rất là lớn, cả trăm bộ luôn. Anh em có nhu cầu mua sỉ và phân phối lại thì cũng liên hệ với shop nhé. Đây, cái cơ cấu của nó vẫn là vậy thôi, đó là cái vải lưới nhé, vải lưới này, vải lưới rất là chắc chắn, rất là dai đấy. Xong bắt đầu đính vải tua ra phía ngoài, đính vải tua ra phía ngoài, hình lá cây. Quần ấy nó là dạng quần hun nhá, quần hun có dây thắt này, có dây thắt. Ống quần thì có thun bu rông nhá, phải ống quần có thun bó. Áo ấy là áo kéo khóa nhá. Anh em lưu ý vẫn là cái dạng quần áo ngụy trang như này, nhưng mà trên thị trường ấy, nó có thêm một cái loại là loại chui đầu, có cái này áo như này này, nhưng mà mặc theo kiểu như chui đầu ấy nhá, nó không có khóa này đâu, thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Thế còn cái loại này ấy, là loại đúng cái loại bộ hàng chuẩn từ trước tới giờ, vẫn nhập vào phục vụ anh em, là hàng có khóa kéo nhé, hàng có khóa kéo đây. Đấy, thì cái này giá sẽ hơi cao hơn một chút, thì nhiều khi là anh em cập nhật được một số shop nó bán cái giá rất là rẻ, thì có thể là đồ cái dạng chui đầu nhé, không phải là có khóa. Thế còn hàng có khóa đây là hàng loại 1 nhé, chuẩn cho anh em dùng từ trước tới giờ. Cái này thì các bác anh em muốn mua hàng ấy thì rất là đơn giản, mua đồng điện thoại liên hệ trực tiếp với shop, cung cấp cho shop thông tin họ tên địa chỉ là shop sẽ gửi hàng COD qua đường chuyển phát bưu điện hoặc là bên Viettel giao hàng tận nhà cho các bác. Trước khi thanh toán tiền có quyền bóc hàng ra xem và kiểm tra bộ quần áo như thế này, không có vết rách, không có lỗi đường may, đúng quy cách như này là anh em nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp từ người giao hàng luôn. Lưu ý là không cần phải đặt cọc trước nhé. Thế còn giá thành công khai của bộ quần áo này cho anh em mua nhé, anh em nắm được giá, xem video về sản phẩm và đưa ra quyết định để mua hàng nhé. Giá thành của một bộ này là 400.000 nhé. Lúc trước thì do tiền chung nó hơi cao, giá nhập vào nó cũng cao, thì shop bán với giá là 450. Bây giờ có cái mức giá mới nhé, mức giá mới là 400.000 cho bộ đồ ngụy trang này nhé, anh em nhé, 400.000. Thì cái này lưu ý là cái loại mặc kéo khóa nhé, đây, mặc kéo khóa. Đấy, chứ không phải là mặc chui đầu. Và thứ hai nữa là thông báo với anh em luôn ý, là cái bộ này ý, là có một size duy nhất nhé, nó là thuộc quần áo gió, quần áo thể thao, có một size duy nhất thôi, dành cho tất cả mọi người. Anh em to con cũng mặc được thì vừa vặn, còn anh em nhỏ con thì mặc vào sẽ hơi rộng, hơi rộng một chút, nhưng mình mặc đây là rất là rộng. Thế còn anh em 70-80 cân, 90 cân vẫn mặc được nhé, thì nó càng rộng thì nó càng thoải mái thôi. Nó bảo đảm cái gọi là cái tính ngụy trang thôi, quần là quần thun nhé, bụng nào cũng vừa. Nói chung là cái này là chỉ có một size duy nhất thôi đấy, chỉ có một size duy nhất thôi, ai cũng mặc được nhé. Thì cái này nó gọi là ngụy trang săn bẫy, ngụy trang trực tiếp đấy, y như là đống lá cây luôn, đồng ngụy trang rất là tốt nhé, một size duy nhất ai cũng mặc được nhé, giá là 400.000. Đấy, thực tế là như này nhé, anh em xem này, vải lưới đính tua lá cây nhé, đang đồ này đụng nhẹ, đồ ngụy trang rất là tốt. Nó có cái mũ nhá, có cái mũ để chụp trên đầu nữa, cái mũ chụp trên đỉnh đầu. Đấy, ngoài ra thì anh em có thể chọn mua thêm mũ lưỡi trai hoặc mũ tai bèo hoặc là và khẩu trang nữa nhé. Rồi, giá thành là 400.000 cho một bộ đồ ngụy trang này nhá. Anh em mua đồng liên hệ shop nhá. Ship hàng COD tận nhà, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Đây, số lượng thì rất là nhiều. Anh em nào mà muốn mua sỉ thì cũng có theo cung cấp cho anh em nhá. Rồi, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.